Nếu bạn đang quan tâm đến thế giới tài chính phi tập trung DeFi và tương lai của nó, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua một cái tên, đó chính là SaucerSwap, đang có những bước tiến đáng kinh ngạc trong việc phát triển một giao thức tự duy trì và cộng đồng quản trị mạnh mẽ. Và hãy cùng ChainCoinVN khám phá báo cáo phát triển mới nhất của họ trong mùa hè 2024 nhé! SaucerSwap, một trong những nền tảng dẫn đầu cho không gian DeFi, đang không ngừng phát triển với cam kết mạnh mẽ về sự bền vững và quản trị dựa trên cộng đồng. SaucerSwap chính là sàn DEX top 1 của hệ sinh thái blockchain Hedera, đồng thời cũng chiếm total value lock lớn nhất hệ này với giá trị hơn 43 triệu đô la. Trong những tháng vừa qua, họ đã mở rộng vai trò của DAO và giới thiệu một bước đột phá mới với phí giao diện để đảm bảo sự phát triển dài hạn. Đây là những gì SaucerSwap đã đạt được và hướng đi sắp tới của họ. DAO của SaucerSwap từ khi được thành lập để quản lý các khía cạnh quan trọng của giao thức, giờ đã mở rộng vai trò của mình một cách đáng kể. Trước đây chỉ tập trung vào việc quản lý các chương trình khuyến khích, DAO giờ còn điều hành cả quản lý ngân quỹ và nhiều hoạt động khác. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số các nhiệm vụ của DAO bao gồm là quản lý V1 Farm Creation. Trước hết thì DAO đang quản lý việc tạo ra các V1 Farm. Điều này có nghĩa là họ không chỉ thiết lập các farm mới để tăng lợi nhuận cho người dùng, mà còn điều chỉnh lượng token source và HBAR được phát thải vào các farm hiện có. Tất cả đều nhằm đảm bảo bạn nhận được lợi nhuận tốt nhất khi tham gia farming thanh khoản trên SaucerSwap. Thứ hai, điều hành V2 Pool Creation. Tiếp theo thì DAO đang theo dõi chặt chẽ V2 Pool Creation. Họ tạo ra các nhóm thanh khoản V2 để tránh tình trạng phân mảnh thanh khoản, giúp mọi giao dịch trở nên trơn tru hơn. Và đặc biệt, chính DAO là người đặt ra các mức phí giao thức, đảm bảo tính công bằng và hiệu quả cho người dùng. Thứ ba là chiến dịch V2 Larry. DAO đang phê duyệt và quản lý mọi chi tiết của các chiến dịch Larry V2 từ thời lượng chiến dịch đến token allocation. Điều này có nghĩa là DAO không chỉ giúp các dự án mới phát triển mà còn giúp cộng đồng tận dụng tối đa các chiến dịch này. Thứ tư là thay đổi về tokenomics, phê duyệt những thay đổi quan trọng đối với tokenomics source do những người bảo trì cốt lõi đề xuất. Thứ năm, quản lý ngân quỹ, quản lý các hoạt động kho bạc chính bao gồm HBAR staking rewards, protocol fees và source buybacks. DAO cũng quản lý các hoạt động liquidity, farming và staking trong SaucerSwap và các giao thức khác. Hơn nữa, DAO hiện kiểm soát một số tài khoản và hợp đồng chính như là V2 incentives, quản lý các ưu đãi source chưa phân bổ, chuyển hướng chúng đến kho bạc DAO, HBAR staking rewards, điều chỉnh phân bổ phần thưởng staking giữa MasterChef, kho bạc DAO và Brew Sources, V1 và V2 protocol fees, giám sát việc phân phối phí giao thức cho các lần mua lại source, quản lý phân bổ cho mothership, source payment splitter và kho bạc DAO. V2 incentives, quản lý và giám tuyển các chiến dịch Larry, bao gồm lựa chọn dự án và phân bổ phần thưởng. V1 incentives, điều chỉnh trọng số phát thải cho nhóm farm V1 để đảm bảo phân phối tối ưu. Có thể thấy rằng DAO không chỉ đảm bảo sự minh bạch mà còn giúp tạo ra một mô hình quản trị cân bằng, bền vững hơn cho SaucerSwap. Phí giao diện này không chỉ là một bước đi phù hợp với xu hướng của ngành, mà còn giúp SaucerSwap vững bước trên con đường thành công và phát triển trong tương lai. Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về động thái này và lý do tại sao đây lại là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của SaucerSwap. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024, SaucerSwap sẽ áp dụng phí giao diện 0,4% cho một số tuyến hoán đổi nhất định. Phí này sẽ áp dụng cho cả V1 và V2 của giao thức và sẽ được triển khai cụ thể cho các giao dịch được thực hiện thông qua giao diện frontend SaucerSwap, áp dụng cho một số đồng tiền như HBAR, USDC, DAI, WETH. Tuy nhiên, những giao dịch giữa stablecoin với nhau thì sẽ được miễn phí. Để thúc đẩy tính bền vững và phát triển, việc áp dụng mức phí này sẽ tạo ra những lợi ích như sau. Thứ nhất, giảm sự phụ thuộc vào token source để tài trợ cho hoạt động phát triển và vận hành. Thứ hai, tạo liên kết trực tiếp giữa việc sử dụng giao thức và tạo doanh thu. Thứ ba, đảm bảo tiếp tục phát triển và cải thiện nền tảng SaucerSwap. Bên cạnh đó, để cân bằng trải nghiệm người dùng với tình trạng giao thức, dự án hiểu rằng việc áp dụng phí sẽ ảnh hưởng đến người dùng và quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng. Và để duy trì tính minh bạch, mức phí này sẽ dành riêng cho việc sử dụng giao diện SaucerSwap trên SaucerSwap.finance. Tiếp theo là tách biệt với bất kỳ phí hoán đổi hiện có hoặc phí nào do các nền tảng khác. Tiếp theo, tách biệt với bất kỳ phí hoán đổi hiện có hoặc phí nào do các nền tảng khác tính, ví dụ như Hashback,
ETA Swap có thể tương tác với tính thanh khoản của Saucer Swap và nó tách biệt với mọi phí hoán đổi hiện có hoặc phí được tính bởi các nền tảng khác. Và cuối cùng, người dùng tương tác trực tiếp với các hợp đồng thông minh của Saucer Swap thông qua các phương tiện khác sẽ không phải chịu phí giao diện này, vì các nhà cung cấp tính thanh khoản và người dùng của giao thức Saucer Swap dựa vào giao diện được bảo trì tốt và nhóm phát triển mạnh mẽ mở rộng giao thức, nên phí giao diện này hỗ trợ trực tiếp các mục tiêu tác động trực tiếp đến người dùng bằng cách đảm bảo tính bền vững lâu dài của nền tảng. Dự án có thể tiếp tục cung cấp trải nghiệm DeFi mạnh mẽ, đáng tin cậy và sáng tạo cho cộng đồng của mình. Vậy mục tiêu của phí này để làm gì? Để đảm bảo rằng Saucer Swap có nguồn tài chính bền vững cho việc phát triển và duy trì nền tảng, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào token Source trong tương lai. Đây là cách Saucer Swap tự xây dựng một nền tảng tài chính bền vững giúp cộng đồng tiếp tục hưởng lợi lâu dài. Nói ngắn gọn lại là khoản phí thu được từ các lệnh swap sẽ mang lại doanh thu bền vững cho Saucer Swap, hạn chế việc phát hành token Source để duy trì nền tảng, từ đó ngăn chặn lạm phát và tạo cấu trúc kinh tế bền vững cho giao thức Saucer Swap lẫn token Source. Nhìn về tương lai, Saucer Swap đang chuẩn bị cho nhiều sáng kiến lớn, từ chiến dịch Larry 300, tích hợp cầu nối, để các cải tiến về giao diện và trải nghiệm người dùng. Một trong những bước ngoặt quan trọng là sự phát triển của Single Side Staking và quản lý quyền biểu quyết trong DAO. Những sáng kiến này sẽ không chỉ giúp Saucer Swap tiếp tục dẫn đầu mà còn tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cho phép tất cả người dùng đóng góp vào sự phát triển của nền tảng. Với những bước tiến mạnh mẽ và cam kết về một tương lai bền vững, Saucer Swap đang cho thấy họ là một người chơi quan trọng trong thế giới DeFi. Hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi sự phát triển của họ và tham gia vào cộng đồng. Saucer Swap đang liên tục nâng cấp để chứng minh rằng đang là đầu tàu DeFi của hệ sinh thái blockchain Hedera. Dù là layer 1 này đang khá xa lạ đối với thị trường Việt Nam, nhưng nếu anh em muốn trải nghiệm hệ sinh thái Hedera thì Saucer Swap chính là cửa ngõ DeFi giúp anh em khám phá blockchain này. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật mới nào. Và nếu các bạn có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở bên dưới để trao đổi cùng cộng đồng chơi coin VN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.